Quý khán giả đang theo dõi bản tin trưa của Đài Phát Thanh Truyền Cà Mau hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, đồng thời Chính phủ trình Quốc hội một dự thảo nghị quyết và 2 dự án luật. Theo đó, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, dự án luật đường bộ, dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước đó, trong phiên làm việc chiều hôm qua, với 447 trên 450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,49%, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, với chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6 đến 6,5%. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác quyết toán vốn đầu tư, tất toán dự án, công trình hoàn thành, việc thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng ngân sách vốn đầu tư. Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đơn vị có 2 dự án đã hoàn thành lập hồ sơ gửi đến cơ quan tài chính phê duyệt quyết toán với nguồn vốn hơn 51 tỷ đồng. Có 3 dự án đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán, 17 dự án chưa tất toán. Số dư tạm ứng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do đơn vị làm chủ đầu tư là hơn 15,8 tỷ đồng. Đối với Sở Xây dựng, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023, còn 6 dự án đã hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán với giá trị hơn 138 tỷ đồng. Có 2 dự án đã được phê duyệt quyết toán nhưng chưa tất toán. Có 2 dự án được tạm ứng với tổng số vốn hơn 44 tỷ đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 5 dự án đã hoàn thành, trong đó 2 dự án chưa quyết toán, 3 dự án chưa tất toán, số dư tạm ứng chưa thu hồi là hơn 1,8 tỷ đồng. Khó khăn chung của các đơn vị hiện nay là nhiều dự án thực hiện kéo dài nhiều năm, số lượng hồ sơ lớn, đồng thời lại chuyển giao qua nhiều bộ phận, cá nhân quản lý. Một số nhà thầu hiện nay không còn hoạt động, do vậy việc truy tìm hồ sơ quyết toán, thu hồi xuất toán gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán. Với chủ đề Hương rừng U Minh giải Marathon Cà Mau 2023 Cup Petro Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 11 tới đây. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải Marathon Cà Mau 2023 Nguyễn Minh Luân chủ trì cuộc họp nghe các sở ngành địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị. Dự kiến có khoảng hơn 6.100 vận động viên trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia giải Marathon Cà Mau 2023 Cup Petro Việt Nam. Trong đó có 12 vận động viên đến từ Anh, Nhật, Trung Quốc, 2.259 động viên của tỉnh Cà Mau, 1.500 vận động viên nhí. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu với các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, giải trẻ em 1,2 km và 2,4 km. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức là Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus khẩn trương đảm bảo các điều kiện về cung đường chạy, nơi lưu trú, di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để giải Marathon Cà Mau 2023 Cup Petro Việt Nam diễn ra thành công. Lễ khai mạc giải Marathon Cà Mau 2023 Cup Petro Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2023, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau và 21 đài phát thanh truyền hình trong nước. Trước đó, vào tối ngày 23 tháng 11 sẽ khai mạc Ngày hội văn hóa ẩm thực để phục vụ các đơn vị dự giải và khách tham quan. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ký quyết định số 4649 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long 2023. Sự kiện sẽ được tổ chức tại tỉnh Cà Mau. Theo đó, điều chỉnh thời gian tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long 2023 từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023, dự kiến khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2023. điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị kết nối sản phẩm OCOP với các hệ thống thương mại vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, điều chỉnh thời gian tổ chức hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau phối hợp với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 tổ chức hội thảo đánh giá quy trình công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh không xả thải tại tỉnh Cà Mau. Theo đánh giá, đây được xem là mô hình an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và bền vững về môi trường, bởi công nghệ tuần hoàn được coi là công nghệ sinh học theo hướng tích cực, là giải pháp phát triển bền vững ngành nuôi thủy sản quy mô công nghiệp. Mô hình nuôi 3 giai đoạn, thời gian nuôi được rút ngắn, kích cỡ tôm thu hoạch lớn, đồng thời hệ số chuyển đổi thức ăn thấp chỉ khoảng 1,1 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Sản phẩm tôm nuôi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hội thảo không chỉ đánh giá tháo gỡ những khó khăn hạn chế mà còn hướng đến giải quyết vấn đề nhu cầu đặt hàng của sở ngành địa phương có liên quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nuôi tôm và những vấn đề cần quan tâm để chuyển giao ứng dụng nhân rộng công nghệ nuôi tôm không xả thải trong thời gian tới. Thưa quý vị, sáng nay Sở Công Thương tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội thảo về các biện pháp phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Tại hội thảo, đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các hiệp hội và các văn phòng luật sư, công ty luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau được thông tin tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại đối với kinh tế Việt Nam và một số lưu ý cho các cơ quan tổ chức liên quan và các doanh nghiệp nhập khẩu. Qua đó giúp cán bộ sở, ngành địa phương và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, cập nhật các thông tin mới về những biện pháp phòng vệ thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ Giao thông vận tải đề xuất kéo dài thêm 90 km đến Đất Mũi, Cà Mau. Cụ thể, theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ do Cục đường bộ Việt Nam lập, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được bổ sung thêm đoạn Cà Mau - Đất Mũi dài 90 km, 4 làn xe, đầu tư trước năm 2030. Với số km tăng thêm này, cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ dài 2.153 km, quy mô 4 đến 10 làn xe. Như vậy, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ xuyên suốt từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, thay vì đến thành phố Cà Mau như hiện nay. Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân kể từ ngày 9 tháng 11 năm 2023. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5%. Theo đó, 547.000 khách hàng kinh doanh dịch vụ sau khi thay đổi giá trung bình, mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 230.000 đồng một tháng. 1.909.000 khách hàng sản xuất sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 432.000 đồng một tháng. 681.000 khách hàng hành chính sự nghiệp sau khi thay đổi giá điện trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng một tháng. Việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ đảm bảo các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể. Hôm qua, huyện Phú Tân tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn năm 2020-2023. Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Phú Tân đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, từ đó nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện phong trào. Gần 200 mô hình dân vận khéo đã được đăng ký thực hiện, trong đó có 15 mô hình đạt hiệu quả được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân chọn để đăng ký về Ban Dân vận tỉnh ủy và chỉ đạo để nhân rộng. Tiêu biểu như mô hình vận động nhân dân trồng hoa màu theo nghị quyết 03 ở xã Tân Hải, mô hình vận động nhân dân bảo vệ duy tu, sửa chữa và kè chống sạt lở theo nghị quyết 09 ở xã Phú Thuận, mô hình vận động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Công an huyện Phú Tân. Thưa quý vị, thêm một câu lạc bộ nông dân tỷ phú được thành lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chiều hôm qua, Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức công bố và trao quyết định thành lập câu lạc bộ nông dân tỷ phú xã Phú Mỹ. Câu lạc bộ gồm 16 thành viên, tập hợp liên kết nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở lên. Tham gia vào câu lạc bộ, các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên địa bàn huyện U Minh vừa xuất hiện một ổ dịch tả heo châu Phi, công tác khoanh vùng dập dịch đang được triển khai thực hiện. Ổ dịch tả heo châu Phi xảy ra tại một hộ chăn nuôi ở ấp 6, xã Khánh Hòa, 5 con heo bị nhiễm bệnh chết và đã được cơ quan chuyên môn tiến hành tiêu hủy. Trước tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi có khả năng tái bùng phát, ngành chuyên môn khuyến cáo các hộ dân thực hiện tốt việc chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, không chủ quan với dịch. Khi phát hiện heo có biểu hiện nhiễm bệnh, cần báo ngay đến cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, khống chế ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Mô hình thu gom phân loại rác tại nguồn được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau triển khai thực hiện trên địa bàn phường 2 từ tháng 9 năm 2023. Kết quả bước đầu thực hiện mô hình như thế nào, cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Để thực hiện mô hình thu gom phân loại rác tại nguồn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hỗ trợ lắp đặt 80 thùng rác công cộng tại các trường học, công viên, khu vực chợ, khu vực tập trung đông dân cư, hỗ trợ hơn 2.000 tờ rơi hướng dẫn nội dung phân loại rác thải cho người dân, hỗ trợ xe thu gom rác. Ủy ban Nhân dân phường 2 hỗ trợ nhiều túi đựng rác miễn phí cho các hộ gia đình, đồng thời thành lập 4 tổ hướng dẫn theo dõi việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 4 khóm, tổ chức họp dân, thông tin tuyên truyền cách thức phân loại rác tại nhà cho bà con. Ở nhà tôi đó, rau, cải thì tôi để riêng, rồi mũ, bọc ni lông, rồi về hàng tái chế thì tôi để riêng. Như vậy cũng tiện cho mà nhân viên bên môi trường dễ phân loại rác hơn ha, rồi cũng làm sạch đẹp môi trường nữa. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, mô hình thu gom phân loại rác tại nguồn hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Một số hộ dân thiếu ý thức phân loại rác, chưa trang bị thùng rác theo mẫu đúng quy định, bỏ rác chưa đúng giờ quy định. Ủy ban phường đi kiểm tra thì cũng còn bỏ chung giữa cái rác thực phẩm và các loại rác chất thải rắn. Thì phường thấy như thế thì tiếp tục là tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người dân đến tận nhà, hướng dẫn cho người dân. Cái thứ hai nữa thì do chiều cường cũng như là nước dâng cao cộng thêm trời mưa, thì trong thời gian qua đó thì người dân cũng chưa trang bị được các cái thùng để rác theo mẫu, chỉ có đem các cái bọc theo thôi. Thì khi mà mưa nước nó lên đó, thì cái bọc nó trôi, nó cũng ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, rồi cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân phường 2 đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện đúng việc phân loại rác, đồng thời để rác đúng nơi, đúng giờ quy định. Đối với rác thực phẩm sẽ thu gom mỗi ngày từ 18 đến 21 giờ. Chất thải rắn thu gom vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần, vào thời gian từ 15 đến 18 giờ. Sau thời gian nhắc nhở, phường sẽ tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Ủy ban cũng mong muốn bà con nhân dân trên địa bàn phường 2 chung tay với chính quyền địa phương thực hiện đúng theo cái phân rác tại nguồn, tại nhà, để đem rác đúng và quy định, thì trang bị cái thùng theo mẫu để làm sao mà góp phần cho cái phường 2 xanh sạch đẹp. Phân loại rác tại nguồn vừa giảm công sức, chi phí thu gom, xử lý rác, vừa góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho con người, xây dựng diện mạo đô thị xanh, sạch đẹp. Mỗi người, mỗi nhà cần có ý thức và hành động vì cuộc sống xanh. Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với huyện Đầm Chơi tổ chức Liên hoan Văn hóa Thể thao Ba Dân tộc Kinh Khmer qua tỉnh Cà Mau lần thứ 5 năm 2023. Hội thao sáng nay có trên 100 vận động viên của 5 huyện và thành phố Cà Mau tham gia thi đấu nhảy bao bố, bóng chuyền và bóng đá. Với tinh thần đoàn kết giữa ba dân tộc, hội thao diễn ra sôi nổi hấp dẫn. Các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Thưa quý vị, hôm qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà cho gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông tại ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải, huyện Nam Căn. Căn nhà được xây dựng cơ bản có diện tích khoảng 67,5 m2, trị giá trên 170 triệu đồng, được trao cho chị Huỳnh Như Thúy. Thông qua Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, Ban An toàn Giao thông tỉnh vận động thầy Thích Trí Huệ, chủ trì chùa Pháp Tạng, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Còn lại là kinh phí của người thân trong gia đình. Chị Huỳnh Như Thúy có chồng và con tử vong do tai nạn giao thông, gặp khó khăn về nhà ở. Sự hỗ trợ này phần nào giúp chị sớm ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền Cà Mau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin sau.